Nên mà ảo thật đấy. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn thôi. Để nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Hehehehe.